Ủa Hiếu, cái sao cái vàng cần cắt cỏ đâu mà nhiều dữ vậy Hiếu? Mời về đâu bo á, lấy đâu bo bạn cho người ta. Ủa cái này là hàng bãi hả? Hàng bạc, hàng bạc. Đâu bo là cái nào anh không hiểu à? Đâu bo mày đi nè. À là đó hả? Dạ. Mà nó còn xài được không? Còn chứ. Hả? Còn chứ. Đây nè. Mình tuyển hay sao? Được, đây mình thảo lá. À, rồi cái tùng này có bán không? Tùng không, tùng này người ta ít mua tùng này nè. À. Tùng này ba bữa em lừa ra. À. Đi nè. À là lựa ra. Ừ, lựa ra cái nào ngon thì bán hả? À như vậy thí dụ như mình bán, mà thí dụ như mình bán như vậy thì sao hàng tuyển thì bao nhiêu cái, cả ống cả đầu bò rồi luôn? Cân nhỏ bạn 200 mấy. À khoảng 200-250. À còn cân lớn? Cân lớn thì bạn mắc hơn. Mắc dữ vậy hả? Cái cân không mà mắc dữ vậy hả? Còn đó bò luôn chứ. Hả? Còn đó bò luôn chứ. Thì đâu bò đâu đây đủ. Ờ. Cái lớn là mấy trăm? Cái lớn tí theo loài. Đẹp thì 500. Dữ vậy hả? Đẹp 500, con vừa vừa thì từ 300 trở lên. Ờ. Chứ là 300. Ồ. Là cực lớn. Ồ. Có giá hả? Bên mày cái máy mà Kawasaki người ta về em thảo ra mấy chục cây mà đâu mà thảo. À, vất. Là bao nhiêu một cái? Mua em 500 ngàn mà. Cái cân không á? Cái cân không. Xong bán luôn cho họ cái máy luôn. Bạn mua cân thôi. Cái máy thêm 200 nè hả? Đâu, cục máy 500. Là 1 triệu. Là 1 triệu hay cái Kawasaki nữa bằng 1 triệu mà. À, mới không? Có, cái loại cái đeo má. À. Ờ. Như mấy cần lớn về là mắc hả? Dạ. Còn mấy xăng mấy bê sao kẹt hả? À, mấy xăng hả? Ồ. Cái này là đồ bò nè. Hả? Đồ bò ra bán. À, tháo đồ bò ra bán. Đồ bò bằng giờ lại khoảng 120. Mấy? 120. 120 ngàn. À. Cái ống tiếp này hình như là nó có loại nhỏ nữa phải không ta? Nó thì cờ lắm. Hả? Ba rồi, nhờ chút coi. Để anh coi thử coi cái của anh là ông tiếp cả máy, để anh kiếm một cái gì anh gắn vô anh chế thành cái máy bơm nước rồi. Chế cái bơm luôn. Cái cần này cũng bán luôn hả? Bán nhé, lúc em làm chưa làm. Rồi còn gì nữa không? Quay, còn gì nữa không? Phát điện. Ủa có gói hàng gì đây nè Hiếu nè, bị trả về hả? Hả? Cái nợ ông cũng đổi lại hả? À đổi lại hả? Đầm cóc bán không? Bạn cho 3 con nữa. 3 con bao nhiêu con? 3 con 10 triệu rồi bạn lại. 3 con 10 triệu bán lái. Xa cả cứ như vậy mà lấy thôi, 3 con 10 triệu, con 3 triệu. Con phát điện. Phát điện đi. À. Con mày con lên Phật hang này, ai mua hang à? À. À con làm mấy hang á? Mấy hang hả? Ừ. 100V hả? 100A. À mấy hang. Con hang phải tăng giảm. À. Tăng giảm ampe. Ừ. Hay ha. Rubin. Mấy bơm này bán hay để chơi? Bạn chưa? Bao nhiêu một cái? Tiền thì mới lại rồi lại vô chiều về chục một á. À chịu chịu mốt một cái hả? Dạ. Rồi con chị xin năng. À hôm bữa thằng kia mới hỏi cái năng nè. Dạ. Ừ. Cái năng này giờ bán nhiêu đây? Con này hả? Không. Ừ. Bao xịp. Ừ. À, 2,5 triệu. 2,5 triệu không bao ship. Ồ. Để anh lục coi thằng hôm bữa nó có gửi hình cho anh. Động cơ này sao đây, bán dây chai hả? Cởi cái sầu quay lại phụ tung bạn nó giá. À. Con cái sầu lên bọc ngoài. À. Con mày con. Con cân này. Không cân ở ba lô đó. À. Tay ba lô. Con cân này. Đó cân máy. À nguyên máy Kawasaki hả? Là 1 triệu một cái máy hả? Còn cái này có bán không? Bạn chứ. Bao nhiêu một cái? 253 này bạn khoảng 300 cục nữa. À 300 cục. Ừ. Cái đó là của hãng nào? Mitsubishi à? Còn này hả? À của Echo. 253. À, nó cục như vậy không có gì hết hả? Không.
bình xăng đồ đâu? Bình xăng còn có chứ, đợi nó bị vô vậy á. À, là nó đầy đủ không? Đúng rồi. Là mà 300. TD bầm ba. Mày sáng đồ mày con xua đẹp lắm. Đâu? Đẹp đâu? Đó. À. Văn ma. Ma mình xua có thể. À. Lượng Honda thôi chứ có thể chỗ này. À vậy hả? Quá trời ha. Có mấy năm không anh? Mày xẻo hả? Hình như con kia phải không? Mấy năm rồi. Còn một con một. À, bao nhiêu ngựa? Cũng để nó hai đề nè. Về đâu quậy của tụi. À, con mấy cưa này còn bán không? Con, mấy cưa con. Bao nhiêu một con? Mấy cưa với con khoảng 700 cho đến 400 đó. 4 đến 700. 4 đến 700 còn làm xích lắm. Này chuyên môn nói ngược không? Từ 7 đến 4, từ 4 đến 7. Ừ. Từ 400 đến 700. Có làm có xích. Còn gì bán nữa không? Mấy quạt này cài 800 anh. Quạt 800 cái. Bao xài luôn. 100 V hả? 100 V. À. 100 V. Nhiều lắm. 800 cái. 800 cái. Còn nhiêu cái? Còn không bị 20 cái gì. Ồ vậy hả? Nhiều vậy hả? Còn mấy bao gì đây? Còn bán là bao đâu. Phụ tùng hả? Còn gì bán nữa không ta? Còn ai mua? Còn mấy kia? Đó, ba lô đó. Mấy ba lô còn luôn hả? Mày ba lô còn mà. Có bán không? Có chứ. Bao nhiêu một cái? Ba lô thì tùy theo 500, có 600, có 300, có 800, có. À, 800 ngàn cái hả? 800 ngàn á, tùy theo loài thôi. À, tùy theo đời. Tùy theo đời. Ồ, lạ nhỉ? Cái con này là con gì đây? 2K này. Re 2K này. Là bao nhiêu mã lực? Con bao nhiêu cc? Con về 34, 33 gì á. À, bao nhiêu tiền cục đó? Mấy ba lô không? Mấy ba lô. Cục này em bán khoảng khoảng 400. Có đề luôn thôi. Có đề luôn nè. Có. Giật có đề, chụp giật có đề luôn. 400 ngàn. 400 ngàn. Bao nổ, bao gì không? Không? Bao hơi, bao lửa. Hả? Ngoài con là bao hơi, bao lửa luôn. Bao hơi, bao lửa hả? Mày cái con là bao hơi, bao lửa thì đó. À. Vì mình xăng là bao hơi, bao lửa. Má đồ quỷ này có hơi, có lửa là nổ gì đâu mà. Vậy anh em nào nghịch nhịch thì mua. Bỏ ra 500 ngàn cái thì mua thôi. Đúng không? Mua chơi cho vui hả? Này, giống như tôi voi vậy này. Mày thảo ra ít này, kia thảo ra này. À. Đó. Cái gì cứng ngắt vậy cưng? Không, cái này cái bên đâu mà dao. Một cái có đầu bò này nhiêu? Ai? Một cái đầu bò này nhiêu tiền? Có chuyện 130. Nếu đây đầu 130 ngàn cái. Còn người ta mua xa cà thì mua một cái có bán không? Bạn luôn chứ, mới dùng khó là gửi cục đẹp. Hả? Mà cái này là chuyển tiền trước đúng không? Đúng rồi. Có 100 mấy ngàn là phải chuyển tiền trước mới gửi đúng không? Và tin nhắn thì yêu cầu nhắn bằng tin nhắn thường chứ đừng xài Zalo. Zalo. Đúng không? Zalo là làm sao mà nhớ ra được? Nhiêu lòng nè, đợt này về đâu bao nhiêu lòng? Ôi, cái đèn kia sáng không mà gắn lên đó vậy? 110 đó. Sáng không? Sáng. Ủa 110 hả? 110. À chứ không phải 22 hả? Cái này 220 nè. À 220 hai cái nghịch về bắt lên. Một cái 220. Ờ, cái 110. Mà cái này sáng không? Sáng. Sáng ngon không? Đâu cắm lên coi. Sáng không? Đâu cắm thử coi. Để bình ga đó, đâu có sáng xiết gì đâu. À. Đó, ngay như vậy là sẵn. LED hả? LED. Ồ, sáng ghê ha. Ồ, sáng ghê ta. Cái đó giờ bán nhiêu? Đâu bán. Xong bán. Không, để sai hồi vô hồi nắng đi quả chơi luôn. Mày có cái lấy phụ tùng, bạc phụ tùng. À. Con đẹp lên cái năm ở trong kia. À, vậy ha. Rồi, ok. Rồi, anh em nào mua thì cứ alo ha. Như phụ tùng hả? Lấy phụ tùng thôi đâu có bán đúng không? Cái nào? Mấy này bán lấy phụ tùng thôi. Phụ tùng con ở trong á, cái đồng trong đẹp á. À, trong đẹp bán. Rồi, ok. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo ha. Rồi.